Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua phần phrases and collocations của unit 14 với bạn nha. Ok, alternative có nghĩa là thay thế. Mấy bạn tính từ hay danh từ gì đó nó cũng có nghĩa là thay thế hết mấy bạn ạ. Danh từ thì mình dịch là thay sự thay thế. Được chưa? Thế đây alternative medicine, alternative therapy là một cái alternative. Medicine là thuốc thay thế, medicine cũng được, medicine cũng được, và therapy là liệu pháp thay thế, liệu pháp điều trị thay thế, thuốc hoặc là liệu pháp điều trị thay thế. Find an alternative là tìm một sự thay thế cho cái gì đó. An alternative to something. Mình dịch là thay thế đối với cái gì đi? Đối với cái gì? Thay thế cái gì? Appointment. Appointment có nghĩa là cuộc hẹn mấy bạn ạ. Cuộc hẹn. Cuộc hẹn. Thì rõ ràng mình có một cuộc hẹn hoặc là mình hẹn với ai. Make là mình hẹn với ai. Have là có đúng không? Và break là hủy hẹn. Ở đây nè. À, có hẹn nè. Có hẹn là hai từ đầu mấy bạn nha. Hẹn với ai? Hẹn đi. Hẹn nè. Rồi. Có hẹn nè. Và hủy hẹn. Hủy hẹn với ai đó. Bath là tắm ha. Bath là tắm. Bath, take a bath. Mình thấy có nguyên cái cụm là take a bath hoặc là have a bath. Take hoặc là have a bath có nghĩa là tắm, tắm bình thường không phải tắm vòi hoa sen. Run a bath for someone là đổ nước tắm cho ai. Run a bath for someone, somebody là đổ nước tắm cho ai. Tiếp theo mình sẽ có in danger. Danger là sự nguy hiểm mấy bạn, sự nguy hiểm. Danger là sự nguy hiểm. Mình còn một cái từ bằng nữa đó là mang tính chất là nguy hiểm, gọi là gì ta? Nguy hiểm rất là nghiêm trọng, nó mang nghĩa từ nhấn mạnh hơn, peril mấy bạn. Peril. Còn nằm trong tình trạng nguy hiểm là in danger. Bằng luôn với S risk, bằng luôn với in peril ha, nằm trong tình trạng nguy hiểm. Được chưa? Trong tình trạng nguy hiểm. Out of danger là thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Out of danger là thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Do an exercise á, exercise đây mấy bạn có hai nghĩa. Là nghĩa thứ nhất là bài tập, nghĩa thứ hai là thể dục. Thì mình sẽ có do an exercise á, làm một bài tập. Làm bài tập. Còn mà do exercise không mà không có mạo từ on á thì có nghĩa là tập thể dục mấy bạn nha. Tập thể dục. Rồi tương tự take hoặc là get some exercise cũng vậy, có nghĩa là tập thể dục. Tập thể dục. Được chưa? Fit là cân đối nè, fit danh tính từ là cân đối, động từ là nó mang nghĩa khác nữa nha. Cân đối. Ok, người cân đối dùng để cho body ấy, mấy bạn. Get, stay, be, keep. Fit là giữ cho thân hình cân đối. Get, stay, stay, động từ be hoặc keep.
fit để giữ cho thân hình cân đối. Và fit and healthy, cân đối và khỏe mạnh. Cân đối và khỏe mạnh. Rồi, do good ở đây là tốt, nhưng mà do somebody good là tốt cho ai đó, làm cái gì đó tốt cho ai đó. À, mấy bạn dễ nhầm lẫn ở chỗ này á, tại vì một số bạn sẽ nói cô ơi em được học là sau động từ thường thì tụi em phải dùng trạng từ, tuy nhiên đây là cụm cố định nha. Làm cái gì tốt cho ai? Cái gì đó tốt cho bạn là something does you good. Does you good. Cái gì đó tốt cho bạn. Được chưa? Good for somebody to do, tốt cho ai để làm gì? Còn một cái từ good at là giỏi rồi mấy bạn nhớ không? Good DVS, good for somebody to do là tốt cho ai để làm gì? Tiếp theo, health là sức khỏe. Danh từ health là sức khỏe. Thì mình sẽ có là in good, bad, poor health là sức khỏe tốt. Là sức khỏe tệ, in good health thì dễ rồi. In good health là sức khỏe tốt ha. Còn in bad hay là poor health là sức khỏe tệ. Sức khỏe tệ hay là sức khỏe yếu, mình tùy theo tình huống mình dịch cho nó ok mấy bạn. Health center là trung tâm chăm sóc sức khỏe. Health center, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Healthcare là sự chăm sóc sức khỏe. Healthcare là sự chăm sóc sức khỏe. Rồi, injection là tiêm á mấy bạn, sự tiêm vào. Đúng không? Injection. Ok, nó bị lỗi ở chỗ này. Injection là sự tiêm. Sự tiêm vào. Sự tiêm thuốc. Ok, mình sẽ có nguyên một cụm là have an injection for or against something. For hoặc là against something, tiêm vào để cho cái gì đó, hoặc tiêm vào chống lại cái gì đó, chống lại bệnh gì đó mấy bạn nha, chứ không phải là chống lại cái gì. Ví dụ như tiêm vào để tăng sức đề kháng thì dùng for, còn mà chống lại các bệnh nào đó, chống lại thường thường là bệnh hay gì đó thì dùng against mấy bạn nha. Được chưa? Rồi, give somebody an injection, tiêm cái gì đó cho ai? Tiêm thuốc cho ai nha? Tiêm thuốc cho ai? Give somebody an injection là tiêm thuốc cho ai? Ok, tiếp tục. Medicine là thuốc. Medicine, mấy bạn sẽ là medicine. Cô đọc và medicine có hai cái đọc thuốc. Medicine là có hai âm tiết mấy bạn. Thuốc. Medicine hoặc là medicine cũng được, medicine cũng được. Take, uống thuốc. Take a medicine. Take medicine, sorry. Mấy bạn cứ check từ vựng thoải mái xem cô đọc đúng hay sai. Cô đọc, cô hay đọc là medicine, có hai âm tiết thôi, uống thuốc. À, còn mình bằng take tablet nữa. Hoặc là take pill nữa, pill là tùy nhá. Cũng nghe là uống thuốc luôn, uống mấy viên thuốc á. Uống thuốc. Còn precise. Prescribe, medicine là kê đơn thuốc,
kê đơn thuốc. Ok, practice là thực hành nha mấy bạn. Practice là thực hành về cái gì ta, mình gọi là gì, thực hành về thuốc hả? Yes. Thực hành về thuốc đúng không? Trước khi mình ra bán thuốc hay gì đó, mình phải tiến hành thực hành, thực hiện về thuốc. Thực hành về thuốc và study. Sorry, study là nghiên cứu nha. So study medicine. Thực hành và thực tập mấy bạn. Và nghiên cứu thuốc. Trước khi mà ra bán thì mình học rồi mình thực hành xong rồi mình nghiên cứu. Tiếp theo là batch medicine. The bad medicine thì ở đây mình dịch bình thường thôi. Mấy bạn sẽ thường thường mấy bạn là cái thuốc tốt nhất cho cái gì đó, nhưng ở đây ngoài ra nó còn có nghĩa là cái cách tốt nhất để làm gì, cách tối ưu tốt nhất hoặc là tối ưu để làm gì. Ok, để làm gì nha? The best medicine. Tiếp tục, alternative medicine là thuốc thay thế. Alternative medicine là thuốc thay thế. Rồi, mình có set là hình dạng và giữ cho tình hình cân đối. Thay vì dùng từ fit, mấy bạn có thể dùng get. Hoặc get in hoặc into. Into set. Bằng với stay, stay in safe. Và ok, giữ cho tình hình cân đối. Cô đang nói trong trường nghĩa của bài Health and Fitness mấy bạn nha. Còn ở ngoài trường nghĩa khác thì có thể mang theo nghĩa khác nữa. The shape of là hình dạng của cái gì đó. Và in the shape up dưới hình dạng của cái gì đó. Của cái gì? Ok. Spread là lan rộng, mở rộng. Ví dụ như COVID nó đang rất là lan rộng, còn đang lan rộng với một cái tốc độ là uncontrollable, không thể kiểm soát được, ví dụ như vậy. Còn spread over something, over hoặc là on, em quét cái gì lên cái gì, ví dụ em quét bơ lên bánh mì chẳng hạn như vậy, đúng không? Cái này cũng quét bơ, quét cái gì lên cái gì, mấy bạn tự ghi tiếng Việt thì cô không ghi cái nào này đâu. Quét bờ, mở rộng cái gì đó, trên cái gì đó thì thường thường cô thấy là ví dụ như xem phim, ví dụ quét bờ hay gì tập tin tức á, quét pate trên cái gì đó thì mình dùng spread này nè. Còn spread to là lan rộng đến một nơi nào đó. A place, lan rộng tới một nơi nào đó. Ok, rồi xong phần faces and collocation.